Ở nhà một mình. Tí, dậy đi con. Sao thế mẹ? Cho con ngủ nữa. Không được, con phải dậy để cho mẹ đi gặt nữa chứ. Lúa ngoài đồng chín hết cả rồi kia kìa. Mẹ đi gặt à? Ừ, mẹ đi gặt, phải đến trưa mới về được. Tí ở nhà ngoan trong nhà giúp mẹ nhé. Mẹ phần Tí hẳn một củ khoai to để ăn sáng kia kìa con. Không, con không ở nhà một mình đâu, buồn lắm. Mẹ cho con đi gặt với. Không được, ngoài đồng nắng lắm, ra đó con sẽ bị ốm không, đấy. Không, ốm cũng được, con không thích ở nhà một mình đâu. Không chịu đâu. Tí này, nghe nói ông Bụt rất yêu quý những đứa bé ngoan và thỉnh thoảng đi tới nhà thăm chúng. Nếu nhỡ đâu hôm nay ông Bụt đến nhà mình mà con không có ở nhà thì phải làm sao bây giờ? Ôi, thế thì không được rồi, con sẽ ở nhà chờ ông Bụt mẹ ạ. À, đấy, Tí ngoan vậy mới được chứ. Được rồi, dậy ăn sáng đi con, mẹ ra đồng đi. Vâng ạ. Chà, nếu ông Bụt mà đến nhà thì thật là tuyệt. Mẹ kể ông Bụt có bao nhiêu là phép thần thông, lại rất tốt bụng nữa. Nhưng mình phải làm gì để đón ông Bụt đây? À, đúng rồi, mình phải dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ đã. Tiếp theo phải làm sao? À, nhớ rồi. Mỗi khi có khách đến chơi, mẹ thường mời khách uống nước. Mình sẽ chuẩn bị một chén nước thật mát để mời ông Bụt. Uống chén nước này chắc ông Bụt sẽ hết khát và mệt cho mà xem. Nhưng nhỏ ông Bụt đi xa, đói bụng thì sao nhỉ? À, phải rồi. Mình sẽ dành củ khoai này để mời ông Bụt ăn cho đỡ đói. À, đúng rồi. Chẳng mấy khi ông Bụt đến chơi, mình sẽ tặng ông Bụt bó hoa này làm kỷ niệm. Xong rồi. Tí có ở nhà không cháu? À, ông Bụt đến rồi. Cháu chào, chú Bảy hả? Tí đây à, ở nhà buồn không cháu? Mẹ cháu có nhờ chú thỉnh thoảng ghé qua xem cháu thế nào? Nếu buồn á, qua nhà chú chơi nha. Dạ thôi chú ạ, à, cháu có việc phải ở nhà rồi. Mà sao chú đổ nhiều mồ hôi thế? À, chú đang sửa lại cái chuồng bò nên hơi nóng một chút. Chú Bảy thật vất vả, mồ hôi ra nhiều thế, chắc chú ấy mệt lắm. Nó được uống một cốc nước thì... Nhưng mà thôi. À, chú Bảy, chờ con một chút, chú uống tạm chén nước này cho đỡ mệt ạ. À, chú cảm ơn, tí ngoan thật đấy. Chết thật, không biết ông Bụt có trách mình vì cho chú Bảy uống chén nước không nhỉ? Hy vọng là không, bởi vì mình vừa làm được một việc tốt mà. Sao ông Bụt lâu đến thế nhỉ? Mình phải ra cổng xem thế nào. Ôi, bà ơi, bà làm sao thế ạ? Bà cảm ơn cháu, chỉ là bà đi bộ từ sáng đến giờ, mệt quá nên hơi chóng mặt chút thôi à. Tội nghiệp bà quá, nếu được ăn gì đó chắc bà sẽ khỏe lại. Nhưng mà còn ông Bụt, không được, bà lão này cần hơn. Bà ơi, cháu mời bà một củ khoai để bà ăn cho đỡ mệt nhé. Ôi, bà cảm ơn cháu, cháu thật là tốt bụng. Nguy quá, giờ mình chỉ còn mỗi bó hoa này tặng ông Bụt thôi. Mà sao ông Bụt lâu đến vậy nhỉ? À, kia là... chị gì ơi, sao chị lại khóc thế? Em nhìn này, món quà chị mất công theo cả tháng nay để mừng thọ bà nội bị rơi xuống bụng hỏng mất rồi. Bây giờ chị chẳng còn gì mừng thọ cho bà chị nữa. Ôi, tội nghiệp chị thật. Bó hoa này... Chị ơi, chị đừng buồn nữa. Chị hãy lấy bó hoa này để tặng bà đi. Thật ư? Cảm ơn em nhiều lắm.
Hả? Tí, sao con lại ngồi khóc thế? Mẹ ơi, hôm nay con đã chuẩn bị rất nhiều thứ để chờ ông Bụt đến, nhưng rồi con lại cho người ta hết. Thế nên giờ ông Bụt giận con, ông Bụt không đến nữa rồi. Con chuẩn bị cái gì? Con cho ai? Con cho chú Bảy đang đổ nhiều mồ hôi chén nước, cho một bà lão qua đường bị mệt củ khoai, cho một chị gái bị hỏng món quà mừng thọ bà nội bó hoa con chuẩn bị cho ông Bụt. Vì vậy mà... Ôi, tí ngốc của mẹ. Vậy thì đâu phải là ông Bụt không đến. Ông Bụt đã đến nhà mình những 3 lần rồi đó con. Đâu có. Con vẫn chưa biết ai là ông Bụt sao? Ông Bụt đã đến nhà mình bằng hình hài của những người con đã gặp. Đó chính là chú Bảy nè, là bà lão và cô gái kia. Với cách đó, ông Bụt không những đã nhận được món quà con chuẩn bị, mà còn có thể thấy được tấm lòng nhân hậu, tốt bụng của con hiểu chưa? Thật hả mẹ? Vậy là con được gặp ông Bụt rồi. Con biết ai là ông Bụt rồi. Gấu trúc làm đẹp. Bộ lông của tớ mới mượt mà làm sao? Làm sao mà đỏ được với bộ lông của tớ? Ai cũng nói bộ lông màu hạt dẻ của tớ rất bền nã, mềm mại. Ừ, công nhận, nhưng vẫn thua bộ lông thỏ trắng. Cậu nhìn kìa, bộ lông của cậu ấy thật tuyệt vời, trắng muốt, tinh khiết và mượt mà. Đẹp ơi là đẹp. Đúng vậy, bộ lông của thỏ đúng là đẹp nhất khu rừng luôn. Thỏ ơi, bao nhiêu người mơ ước có được bộ lông như cậu đấy. Trắng tinh một màu, nhìn như một viên kẹo bông ngọt ngào ấy. Ôi, các bạn cứ quá khen. Sao bộ lông của mình không trắng như bạn thỏ mà lại loang lổ màu đen trắng, thật chẳng ra làm sao. Chào gấu trúc. Bạn có chuyện gì mà buồn vậy? Này khỉ, tôi thấy chán bộ lông của mình quá. Cậu có thấy vậy không? Bộ lông của cậu đẹp mà. Đẹp gì mà đẹp, tớ chẳng thấy đẹp gì cả. Ước gì tớ có được bộ lông trắng muốt như thỏ trắng. Cậu muốn mình có bộ lông trắng muốt chứ gì? Đơn giản. Cậu nói sao? Cậu có thể giúp tớ có bộ lông màu trắng hả? Yên tâm, trắng đều luôn. Đảm bảo với bàn tay của tớ, cậu sẽ là người đẹp nhất khu rừng. Xong rồi. Ôi, thích quá. Cuối cùng mình đã có được một bộ lông trắng muốt. Cậu nhớ đừng để bộ lông của mình bị dính nước nhé, kẻo trôi mất màu đấy. Ta không là gấu trúc mà là gấu trắng xinh. Ta đẹp trắng lung linh với bộ lông màu nâng. Gấu trúc có phải cậu không? Đúng, là tớ đây mà. Bộ lông trắng muốt của tớ có đẹp không? Cũng đẹp, nhưng mà nhìn gấu trúc thế này không quen. Cái gì mà không tự nhiên, rồi mọi người sẽ lác mắt vì bộ lông tuyệt vời của tớ. Gấu trúc kìa, đúng không? Lạ quá, lạ quá. Một tuần sau. À, ngứa quá, ngứa quá. Ôi da, ngứa quá. Mình phải ráng nhịn vì sắc đẹp của mình. Cố lên. Gấu trúc ơi, đi chơi thôi nào. Ê, chào các bạn. Mùi gì thế nhỉ? Á, à, hôi quá, hôi quá. Ừ, mình hôi quá. Có khi phải đi tắm thôi. Các bạn đợi mình chút, mình đi tắm xong sẽ ra chơi với các bạn nha. À, mà không được. Thí dặn mình là không được tắm. Nếu mà tắm á, thì sẽ bị trôi hết màu thôi. À, đây rồi. Nước hoa hồng của chị bướm tặng rất thơm. Thơm quá, thơm quá. Chúng ta sẽ ra bìa rừng chơi nhé. À, ngứa quá,
Ngứa quá, ngứa quá, ngứa quá. Ôi, ôi, à! Ôi, bộ lông trắng muốt của tôi. Phải tránh nước, tránh nước. Ôi, ôi, à. Ồ, bạn gấu trúc đấy à? Gấu trúc ơi, tớ muốn kết bạn với cậu lâu rồi mà chưa có dịp. Ồ, tớ ngưỡng mộ bạn lắm. Bạn có một bộ lông thật sự rất ấn tượng đấy. Ấn tượng hả? Đúng vậy, nhìn xem, những mảng màu đen trên người cậu như một chiếc áo khoác lửng hợp mốt. Đẹp ơi là đẹp. Còn bộ lông của tớ thật là đơn điệu nhàm chán, chỉ có duy nhất một màu. Ước gì tớ có được chiếc áo khoác lửng giống của cậu. Thật, thật vậy sao? Thật đấy. Đúng không các cậu? Đúng vậy gấu trúc à. Hóa ra bộ lông của mình lại đẹp như vậy. Vậy mà mình lại không nhận ra. Hoa ngọc lan. Từ rất lâu rồi, khi các loài cây trên trái đất mới chỉ có lá, chưa có hoa, Ngọc Hoàng sai thần sắc đẹp dùng bút vẽ muôn ngàn bông hoa để tô điểm cho cây cối thêm rực rỡ. Dạ, muôn tâu Ngọc Hoàng, giờ đây các loài hoa dưới đó đã muôn hoa khoe sắc, đẹp như những tấm thảm lụa rồi ạ. Khá, khá lắm, đúng là như một tấm lụa sặc sỡ sắc màu. Nhưng mà thần sắc đẹp và ngươi có thấy còn thiếu cái gì không? Ý ngươi là sao ạ? Màu sắc đẹp đẽ như thế, nhưng thiếu hương thơm nên chưa thể gọi là hoàn hảo được. Dạ, Ngọc Hoàng nói rất đúng ạ. Nhà ngươi hãy mang hương thơm xuống hạ giới trao cho các loài hoa. Dạ, thưa Ngọc Hoàng, cây cỏ dưới trần muôn nghìn vạn loại, liệu ngần kia có đủ? Hương thơm là tinh túy của đất trời, cho nên không nhiều. Vì vậy mà ta muốn nhà ngươi hãy dành chúng cho những bông hoa có phẩm chất đáng quý. Dạ, muôn tâu, thần đã hiểu rồi ạ. Và trong chiếc lọ này có chứa mùi hương quý nhất. Ngươi hãy trao nó cho loài hoa có tấm lòng thơm thảo nhất, xứng đáng nhất. Dạ, thưa Ngọc Hoàng, thần xin vâng ạ. Chào bạn Hồng. Chào bạn bướm xinh đẹp. Bạn Hồng ơi, màu hoa của bạn mới tuyệt làm sao. Cảm ơn cậu đã khen. Bây giờ nếu bạn có hương thơm thì bạn sẽ làm gì? Hương thơm ơi, ôi, đó mới tuyệt làm sao. Nếu có hương thơm thì mình sẽ tỏa ngát hương thơm không kể ngày và đêm, làm thơm mát không khí xung quanh bạn bướm ạ. Tuyệt quá, cậu rất xứng đáng có được hương thơm ngọt ngào, dịu dàng. Ôi chao, thơm quá, thơm quá. Mình thật thích là đã có thể tỏa được mùi thơm này. Trâm Bụt ơi, nếu có hương thơm thì cậu sẽ làm gì? Với màu sắc đỏ chói thế này, kèm với mùi hương thơm quyến rũ thì tôi sẽ khiến mọi người phải cúi mặt nể phục tôi. Trời ai cũng phải nhìn tôi ngưỡng mộ cho mà coi. Cái đám dông riền kia không dám khoe sắc đỏ tài với tôi nữa. Bướm ơi, đi đâu thế? Tôi còn chưa nói xong mà. Nhài ơi, sao bạn có vẻ buồn và mệt mỏi quá vậy? Mình là vì hôm qua mình thức suốt đêm để chăm mẹ ốm đó bướm mà. Khổ thân bạn. Mình lo lắng nữa, giá mẹ khỏi ốm nhanh thì dù mình có phải làm bất cứ việc gì nặng nhọc, mình cũng đều cảm thấy vui vẻ. Cậu đúng là có tấm lòng hiếu thảo thật đáng quý. Thôi mình phải đi đây, nhưng trước khi đi, mình sẽ tặng cậu một mùi hương thật thơm dịu như tình cảm hiếu thảo của cậu với mẹ. Ơi, Hoa Nhài, cậu có mùi thơm tuyệt quá. Bao nhiêu mùi hương đã được trao cho các loài hoa thảo hiền rồi. Duy còn mùi thơm quyến rũ nhất, chưa biết trao cho ai. Xấu hổ ơi, em có bị ướt không? Cảm ơn chị, em không sao ạ. Chắc là em sợ lắm hả? Lâu lắm mới có một đợt sấm to đến thế. Chị đã không quản nắng mưa che chở cho em. Không có chị thì có lẽ em... Chúng ta là hàng xóm tốt của nhau mà. Lát nữa chị sẽ thả những chiếc lá già xuống để cho em có thêm dưỡng chất sinh sôi. Hãy can đảm lên em à. Ngọc Lan ơi, những bông hoa trắng muốt của bạn thật tuyệt.
Cảm ơn bướm xinh. Bạn hãy nép vào những chiếc lá của tớ để khỏi ướt cánh nhé. Cảm ơn bạn. Những bông hoa của bạn trắng mốt như ngọc. Nay bạn mà có thêm hương thơm dịu ngọt thì sẽ tuyệt vời lắm đấy. Ngọc Lan, bạn có thích không? Nếu mình có một mùi thơm như thế. Nếu được mang một mùi hương ư, mình sẽ tặng cho loài hoa cỏ ở bên dưới. Ủa, sao lại vậy? Chẳng lẽ bạn không thích mình có một mùi hương thật nồng nàn, hấp dẫn ư? Mình thấy mình được ở trên cao như thế này đã thật là may mắn. Những loài hoa quanh đây, loài nào cũng đều xứng đáng cả. Ngọc Lan, con thật có tấm lòng nhân hậu hiếm thấy. Ôi, thần sắc đẹp. Ta muốn con, Ngọc Lan, con sẽ được mang trong mình một mùi thơm ngát dịu dàng, như tấm lòng thơm thảo của con vậy. Cảm ơn thần sắc đẹp, nhưng con muốn dành nó cho tất cả những loại hoa cỏ bên dưới kia ạ. Không, thưa nữ thần sắc đẹp, chị Ngọc Lan rất tốt bụng, chị ấy xứng đáng có được hương thơm tuyệt vời nhất. Hơn nữa, chị Ngọc Lan ở trên cao, có hương thơm ngát, sẽ tỏa nức hương thơm cho cả khu này ạ. Phải đấy, phải đấy, chị đừng từ chối nữa. Thơm quá, thơm quá. Hoan hô Ngọc Lan. Thỏ con kiêu ngạo. Hôm nay là ngày đầu tiên mình đến trường, mình phải thật xinh xắn đáng yêu mới được. Thỏ con ơi, hôm nay con bắt đầu đến lớp. Mẹ mua cho con chiếc cặp mới nè, con xem có đẹp không nào. Ôi đẹp quá, con cảm ơn mẹ. La la la, la la la. Chào bạn thỏ, bạn đang tìm chỗ ngồi phải không? Chỗ cạnh tớ còn trống, bạn ngồi cùng tớ nha. Sao trông bạn sốc lem luốc xấu xí thế? Lông của bạn lại còn ương ướt nữa chứ, trắng mực mà như bộ lông của tớ. Tớ không thích ngồi cùng với bạn đâu. Tại tớ đi kiếm thức ăn cùng mẹ, lúc thì chui xuống hang, lúc thì bụi rậm, nên mới vậy. Tớ cũng giúp mẹ tớ nhặt cà rốt, rồi ăn cà rốt nữa, mà sao tớ vẫn xinh đẹp. Thôi, bạn ra chỗ khác đi. Tớ chỉ thích chơi với những bạn có bộ lông đẹp và dễ thương giống tớ thôi. Bạn chó bông và mèo vàng đều xinh đẹp giống mình. Mình phải kết bạn với họ mới được. Chào hai bạn cho tớ ngồi cùng với nha. Bạn ngồi xuống đây đi. Các bạn đâu rồi? Tớ ở đây cơ mà, lại đây. Các bạn ơi, cho mình chơi cùng được không? Trông bạn xấu xí lại hôi hám nữa, tớ không thích chơi với bạn đâu. Hôm nay chơi rất vui. Mai chơi tiếp thôi nhé. Nhất trí. Cuộc đời này thật tuyệt vời khi bên cạnh có những người bạn xinh xắn và dễ thương. Bướm kia, bắt lấy. Chớp bông, mèo vàng ơi, giúp mình với. Mèo, bạn vào giúp thỏ đi. Tớ muốn giúp bạn lắm, nhưng vũng này vừa bẩn vừa hôi hám thế kia, tớ không dám xuống đâu. Các bạn. Thôi, bạn cố gắng nha, chúng tớ đi đây. Trời ơi, thỏ trắng, sao bạn lại rơi xuống đó được? Tớ bị ngã vào vũng lầy này mà chẳng có ai chịu giúp tớ cả. Để tớ kéo bạn lên nha. Sốc đất, bạn không sao chứ? Bạn chút thôi, tớ không có sao. Bạn thật tốt bụng, người ngập bùn thế này mà bảo là không sao ư? Sốc đất, cảm ơn và xin lỗi bạn.
vì mình đã đối xử với bạn không tốt lúc trước. Bạn có ghét mình không? Không mà, tớ không để ý đâu Thỏ Trắng ơi. Vậy từ nay chúng ta làm bạn nhé. Bạn sẽ là người bạn thân nhất của tớ. Ừ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.